Còn đây là đội hình xuất phát của đội tuyển U22 Lào. Trong khung thành đó là thủ môn số 12 Solasak Thitalavong, các cầu thủ số 2 Sang Vilay, số 4 Sisong Phan, số 5 Sosain, số 6 Chantavisay, số 8 Roman Agot, số 10 Johnny Webbasser, số 13 Sayanat, số 15 Damot Thông Cam Savat, số 18 Clintel và số 19 Chantasani. Huấn luyện viên trưởng của U22 Lào đó là huấn luyện viên người Đức, ông Vincent Weiss. Đây là tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay. Trọng tài chính là trọng tài người Campuchia, ông Kin Hue Ha. Trợ lý số 1 cũng là một trọng tài người Campuchia, đó là ông Ten Somrak. Trợ lý số 2, trọng tài người Trung Quốc, đó là ông Ye Cao. Trọng tài thứ 4, đó là ông Nguyen Sen, cũng là một trọng tài người Trung Quốc. Hiện nói thì bóng đá Lào đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian gần đây. Nhưng đây chắc chắn sẽ là một trận đấu mà cao thủ U22 Việt Nam không gì hơn hướng tới mục tiêu 3 điểm để tạo cảm hứng cho chiến dịch bảo vệ tấm huy chương vàng ở bộ môn bóng đá nam. Việt Nam chính là đội tuyển đã 2 lần vô địch liên tiếp ở các kỳ SEA Games gần nhất. Đây chính là kỳ SEA Games mà chúng ta chỉ được sử dụng, tất cả các đội bóng chỉ được sử dụng những cầu thủ từ 22 tuổi đổ về, và đương nhiên không có những sự hỗ trợ của các cầu thủ nằm ngoài độ tuổi U22. Đây là trái bóng động lực, trái bóng mà các cầu thủ chúng ta đã rất quen thuộc khi thi đấu ở những cấp độ giải vô địch quốc gia Việt Nam. Trong hiệp thi đấu đầu tiên thì U22 Việt Nam trong trang phục quen thuộc màu đỏ sẽ bảo vệ cầu môn phía tay trái, hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Đây là Vũ Tiến Long. Thành tích đối đầu của đội tuyển U22 Lào cũng như là các cấp độ đội tuyển trước đây của Lào và Việt Nam tại các kỳ SEA Games là một trong những kết quả rất đáng quên của bóng đá Lào. Cụ thể là trong 9 lần đối đầu trước đây trong tại các kỳ SEA Games thì bóng đá Lào toàn thua trước Việt Nam. Vừa rồi là một tình huống thoát xuống của Roman Agot, một trong 3 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài của U22 Lào. Roman Agot đang chơi cho câu lạc bộ Bingenger của giải hạng tư Đức. Huấn luyện viên Michel Vai đã gọi về 3 cầu thủ đang chơi bóng tại nước ngoài trong đội hình của U22 Lào, và chắc chắn đó sẽ là những cái tên mà đội tuyển của chúng ta sẽ phải rất quan tâm trong trận đấu ngày hôm nay. Có lẽ trong lịch sử đối đầu giữa hai đội thì chưa bao giờ đội tuyển Lào lại tỏ ra tự tin như ở giải đấu năm nay. Cũng có lý do khi rõ ràng là ở thời gian gần đây bóng đá Lào cũng đã có những sự tiến bộ rất nhiều, đặc biệt là ở các cấp độ đội trẻ. Đánh đầu khá nguy hiểm, tỷ số được mở cho các thủ U22 Việt Nam ngay ở phút thứ 2 thôi. Người ghi bàn đó là tiền đạo Nguyễn Văn Tùng, một sự khởi đầu quá đẹp cho các thủ Việt Nam. Rất nhiều người nghĩ chúng ta sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này thôi, nhưng không ai nghĩ rằng là chúng ta có một sự khởi đầu thuận lợi tới như vậy. Một tình huống đánh đầu trong một tư thế không phải dễ dàng. Nhưng Văn Tùng là cầu thủ có khả năng không chiến rất tốt với một chiều cao trên 1m80. Cự ly đánh đầu là rất khó tin, gần 16m, chính xác là đúng 16m50. Một pha đánh đầu mà chúng ta thường thấy ở những ngoại binh ở V-League thôi. Tại giải đấu tại Doha Cup, U22 Việt Nam không có được bàn thắng nào cả. Phạt góc cho U22 Việt Nam. Pha xử lý của Lê Văn Đô.
Hôm nay trong đường xuất phát của U22 Việt Nam có tới 4 cầu thủ đã từng đá chính trong trận chung kết của SEA Games 31. Đó là những cái tên như là Vũ Tiến Long, Phan Tuấn Tài, Lê Văn Đô và tiền đạo Văn Tùng, người đã mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay. Lần gần nhất mà đội tuyển U22 Việt Nam đã đối đầu với đội tuyển U22 Lào thì đó còn là đội tuyển U23, đó là tại SEA Games 30. Rất nguy hiểm. Volley. Vẫn còn. Không được. Phá dứt điểm của Thanh Nhàn. Vụ phá lưới dài nhất mùa giải trước. Trong đường xuất phát của U22 Lào ngày hôm nay có rất nhiều những cầu thủ nằm trong biên chế của câu lạc bộ Erza. Đội là bóng đang xếp thứ 3 tại giải vô địch quốc gia Lào. Và đó cũng là đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất của Lào. Rồi. Không được. Đột phá không thành công của Hồ Văn Cường. Hồ Văn Cường hôm nay chơi ở vị trí hành lang cánh phải của U22 Việt Nam. Cùng xem lại pha đột phá này. Mùa giải hôm nay thì Hồ Văn Cường đã có 5 trận đấu đá chính thức tại V-League, một những vị trí mà huấn luyện viên Huy Hoàng rất ưa thích. Sau khi có bàn thắng của Văn Tùng, thế trận có vẻ như cũng đã đôi chút cân bằng hơn cho cầu thủ Lào. Sẽ có một tình huống đá phạt cho U22 Việt Nam. Với tình phạm lỗi đó là thủ lĩnh trung tâm Thái Sơn. Lê Văn Đô cũng là một những cầu thủ có khả năng đá phạt trực tiếp rất ấn tượng. Văn Đô rất nguy hiểm, quả bóng rất đẹp, người sút cũng hay và người bắt cũng tuyệt vời. Và bay người xuất sắc của thủ thành Solasak Thilavong. Lực đi tốt và điểm đến của trái bóng cũng cực kỳ ấn tượng. Bóng đi thẳng vào góc chữ A. Hơi tiếc một chút cho Lê Văn Đô với pha đá phạt trực tiếp vừa rồi. Phải dành những tràng pháo tay rất lớn cho thủ thành Thilavong. Đó là bóng gọn gàng của Thilavong. Trước vừa qua thì nhịp độ trận đấu có vẻ như đã chậm hơn. Rất khỏe. Một pha xử lý tương đối lúng túng trước đó của Nguyễn Thanh Nhàn. Johnny cũng rất nhanh. Lúc này thì Johnny cũng đã có 3 bàn thắng tại giải vô địch quốc gia Lào. Johnny là cầu thủ sinh năm 2002. Hôm nay anh 21 tuổi. Tình huống đá phạt không tốt. Phát bóng nhanh của Quang Văn Chuẩn. Bóng vẫn còn. Văn Tùng. Và cài người rất hay của Văn Tùng. Lỗi rồi. Sẽ có thẻ. Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu này. Tình huống lấy bóng rất khôn ngoan của Nguyễn Văn Tùng. Người phải nhận thẻ đó chính là Saneya. Một trong 3 cầu thủ được huấn luyện viên Michel Vai triệu tập khi đang chơi bóng ở nước ngoài. Chính xác. Hồ Văn Cường. Coi! Chỉ cần một cái chạm thôi thì rất có thể sẽ là bàn thắng thứ hai cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Và cắt mặt rất nhanh của Nguyễn Văn Tùng. Hãy cùng xem lại pha bóng này. Tình huống tạt bóng sớm khá thông minh của Hồ Văn Cường. Trước khi SEA Games này diễn ra,
thì mặt cỏ của sân Prin đã được cải tạo. Trước đây mặt cỏ của sân là mặt cỏ lá gừng, nhưng ở thời điểm hiện tại mặt cỏ sân Prin là mặt cỏ Joycia của Nhật Bản, một những loại cỏ lá kim. Đây là Thanh Nhàn, rất thoáng bên phía cánh trái. Lê Văn Đô không được. Lê Văn Đô, Văn Tùng và Thanh Nhàn là ba tiền đạo của U22 Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay. Những gì đã diễn ra trong khoảng 34 phút thì rõ ràng đây không phải là một trận đấu dễ dàng cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Hồ Văn Cường, pha băng lên của Hồ Văn Cường. Không được. Vẫn là những đường chuyền cuối cùng. Vô lê! Rất hay. Pha bắt vô lê nhanh của Nguyễn Thanh Nhàn. Một pha bóng tương đối hiện đại của số 11 bên phía U22 Việt Nam. Đỡ ngực sau đó xoay người bắt vô lê ngay. Hãy cùng xem lại pha bóng này. Trước đó là pha đưa bóng vào không thực sự tốt của Hồ Văn Cường. Nhưng pha xử lý sau đó của Thanh Nhàn là tương đối ấn tượng. Năm đó thì Lào và Việt Nam không cùng chung bản đấu. Nhưng có thể thấy là những miếng đánh của U22 Lào cũng rất sắc nét. Xem lại pha bóng đánh nách trung lộ rất hay. Người có pha chuyền bóng rất đẹp đó chính là Clintel, một trong ba cầu thủ chơi ở nước ngoài của U23 Lào xuất hiện trong đường xuất phát. Thanh Nhàn sút xa. Thanh Nhàn có khả năng sút tốt bằng cả hai chân. Đây là Lê Văn Đô. Văn Đô phá của Lê Văn Đô. Bóng cắt ngang công thành của thủ môn Thi La Bồng. Văn Tùng đã không thể kịp tiếp cận. Lê Văn Đô, Thanh Nhàn, những cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo trẻ PVF đều có khả năng dứt điểm tốt bằng cả hai chân. Vừa rồi là dấu ấn đậm nét nhất của Lê Văn Đô trong hiệp thi đấu đầu tiên này. Tình huống mà Johnny đã việt vị, một những cầu thủ được đánh giá là khéo léo nhất trong đội hình của U22 Lào. Mission Vice, một những người đem lại cảm hứng cho bóng đá Lào trong những năm gần đây, một sự phát triển rất nhanh, mới từ năm 2022 thôi, chính xác là tháng 1 năm 2022, hơn một năm. Herman Agut sải chân rất dài qua Agut, rất khỏe. Rồi là một pha can thiệp của Phan Tuấn Tài. Thái Sơn, tranh chấp rất hay vừa rồi là của Si Song Phan. Si Phong Phan, Johnny, bóng không tới được chân của Clintel. Hiệp một sẽ có 2 phút bù giờ. Công bằng mà nói thì những diễn biến trong hiệp một, đội tuyển của chúng ta không chơi lấn lướt so với U22 Lào. Lê Văn Đô, Thái Sơn, ở những kỳ SEA Games trước chúng ta có thể thấy là các cầu thủ trẻ chúng ta đã dựa khá nhiều vào những cầu thủ được coi là hơn tuổi. Người đại trước đó là Hoàng Đức, Hùng Dũng và Tiến Linh, những cầu thủ đóng góp quá lớn trong lối chơi của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Thank you.
Nguyễn Thái Sơn. Với thời tiết như hiện tại ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, rất khó để có thể đẩy cao tốc độ trận đấu một cách xuyên suốt. Thể lực là một yếu tố cực kỳ quan trọng ở bóng đá hiện đại, và có thể thấy là trong thời gian gần đây thì các cấp đội tuyển của bóng đá Lào cũng đã cải thiện rất đáng kể về trình độ chuyên môn cũng như là khả năng về thể trạng và thể lực. Lỗi của Roman Agot. Đúng ngày tiếng còi kết thúc hiệp thi đầu tiên của trọng tài Kim Oseya đã vang lên. Tỷ số tạm thời là 1-0 nghiêng về U22 Việt Nam, với bàn thắng duy nhất được ghi cho công của Văn Tùng ngay ở phút thứ 2 của trận đấu này. Một pha đánh đầu rất đẹp mắt. Hiệp 1 là một hiệp đấu mà U22 Lào cũng đã rất nỗ lực, và họ cũng tạo ra được một thế trận tương đối tốt trước các cầu thủ U22 Việt Nam. Chắc chắn là trong hiệp thứ 2 sẽ là một trong những diễn biến rất hay của trận đấu này. Như vậy là hiệp 2 bắt đầu. Trong hiệp 2 thì U22 Lào trong trang phục màu trắng đen sẽ bảo vệ cầu môn phía tay trái hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau trông chờ một hiệp 2 hấp dẫn hơn. Người vừa phạm lỗi đó là cầu thủ Minh Trọng, cầu thủ duy nhất đang chơi ở giải hạng nhì. Tất cả các cầu thủ góp mặt trong đội hình của U22 Việt Nam tại SEA Games năm nay hầu hết đều đến từ giải hạng nhất và V-League. Hiện nói thì chỉ duy nhất Minh Trọng đang chơi cho câu lạc bộ chủ quản Đồng Tháp tại giải hạng nhì quốc gia. Minh Trọng là một chàng trai miền Tây. Anh là người gốc Cần Thơ và đã đến với bóng đá từ rất muộn. Cụ thể là năm 16 tuổi thì Minh Trọng mới bắt đầu làm quen với bóng đá. Lỗi việt vị. Pha bằng già của thủ thành Solasak. Cầu thủ việt vị bên phía Việt Nam đó là Đức Phú. Đức Phú là một trong hai tiền vệ trung tâm của U22 Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay, cùng với Nguyễn Thái Sơn. Những gì đã diễn ra trong hiệp 1, chúng ta có thể thấy là các cầu thủ Lào đã cải thiện rất nhiều về thể trạng, thể chất. Đặc biệt là nền tảng thể lực của họ cũng rất ấn tượng. Và đập nhả rất hay. Damos dứt điểm. Và dứt điểm không trúng đích của Damos. Damos là một trong hai cầu thủ gốc Việt trong danh sách của U22 Lào. Khi anh có ông bà là người gốc Quảng Bình, thì Damos sinh ra và lớn lên tại Lào. Đây là cầu thủ sinh năm 2004 và được coi là một những trụ cột của U22 Lào tại SEA Games năm nay. Như nói thì hiệp 1 diễn ra với một thế trận tương đối cân bằng về mặt kiểm soát bóng, nhưng Việt Nam là đội bóng tạo ra được nhiều cơ hội hơn với những tình huống dứt điểm của Văn Tùng, Lê Văn Đô và pha bắt vô lê đẹp, nhanh của Thanh Nhàn. Chúng ta có thể nhớ tới tình huống đá phạt trực tiếp xuất sắc của Lê Văn Đô, nhưng pha bóng đó thì thủ thành Solasak của U22 Lào còn hay hơn. Pha chuyền dài của Tuấn Tài. Cơ hội vẫn còn. Không được rồi. Lê Văn Đô không thể tiếp cận được bóng ở tuyến 2. So với Tiến Long thì Quang Thịnh có vẻ như có thể hình ấn tượng hơn. Thành trận rất hay vừa rồi là của Đức Phú. Thời tiết tại Campuchia sẽ là một trở ngại rất lớn cho lối chơi tốc độ. Cú đập nhả rất tự tin của U22 Lào, Roman Agot. Roman Agot treo bóng. Pha bóng nguy hiểm. Tình huống giải tỏa an toàn đến từ Minh Trọng. Ramos cũng đã xâm nhập rất hay trong bóng vừa rồi. Khả năng chơi độc lập tác chiến của
Ramon Agot cũng rất ấn tượng. Sang Vi Lầy sẽ là người thực hiện quả phạt góc này. Một tình huống đá phạt góc không tốt. Rất tự tin đến từ các cầu thủ U22 Lào trong những tình huống phối hợp ở sân nhà. Văn Tùng, một quả đá phạt cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Những lúc này rất đáng tiếc là Lê Văn Đô đã rời sân. Ai sẽ là người thực hiện tình huống đá phạt trực tiếp này đây? Cự ly rất đẹp. Nếu như còn Lê Văn Đô ở trên sân thì thực sự sẽ là một cơ hội rất tốt cho đội tuyển của chúng ta có thể nghĩ tới bàn thắng thứ hai. Sự thay đổi người bên phía U22 Lào. Saipanya và Song Cha Chan sẽ là những cái tên được tung vào sân. Và người thực hiện tiếng đá phạt này chính là cầu thủ đã vào sân để thay cho Lê Văn Đô, Nguyễn Quốc Việt. Rất thiếu chính xác, bóng đi vọt xà ngang rất nhiều. Cầu thủ U22 Lào vẫn đang rất cố gắng nỗ lực để đi tìm kiếm bàn thắng sau bàn tỷ số. Khá hay, tạt bóng. Phạt góc cho các cầu thủ U22 Lào. Tình huống băng về lăn xả của Huỳnh Công Đến. Sang Vi Lầy. Những tình huống đá phạt góc của Sang Vi Lầy ngày hôm nay là không tốt. Khi thì quá bổng, khi thì thiếu đi độ chuẩn xác. Đến từ Saipaya. Xem lại pha bóng này. Rất để khó xác định được là số 7 bên phía U22 Lào đã vệt vị hay chưa. Rồi là một pha chuyền bóng nách trung lộ rất hay đến từ Sang Vi Lầy. Somsanit, cầu thủ sinh năm 2004, hôm nay mới 19 tuổi, rất trẻ. Đúng là ngày hôm nay thì rất nhiều những pha mộ của Việt Nam không nghĩ rằng chúng ta sẽ vất vả như thế này trước U22 Lào. Nhưng những nhà chuyên môn thì phần nào đó cũng đã nhận định được trước. Khoảng cách giữa bóng đá Lào và bóng đá Việt Nam phần nào đó cũng đã được thu hẹp khoảng cách. Khi mà nước bạn cũng đã đầu tư rất nhiều vào bóng đá trẻ trong những năm gần đây. Và thành tích ở các cấp độ bóng đá trẻ của Lào cũng đã có những thành tựu nhất định. Quá may mắn cho khung thành của U22 Việt Nam trong pha bóng vừa rồi. Xà ngang đã cứu thua cho chúng ta. Một fan thực sự rất hú vía. Cùng xem lại pha bóng này. Nhưng có lẽ là đã có lỗi việt vị. Nhưng trong pha bóng vừa rồi, cầu thủ ở trong vị trí việt vị đó là Johnny đã không tham gia tình huống.
Trong xa đít, tạt bóng. Không có lỗi của các cầu thủ U22 Lào. Johnny, vẫn là Johnny. Sang Vilay, tạt bóng. Không được. Những tình huống cực kỳ khó khăn nơi hàng phòng ngự của U22 Việt Nam. Quá bất ngờ với các cầu thủ Lào trong trận đấu ngày hôm nay. Rồi, không vào. Quá may mắn cho đội tuyển của chúng ta. Đúng là không thể nhận ra U22 Lào trong trận đấu ngày hôm nay. Suýt chút nữa thì cầu thủ vào sân tay người đó là Sapanya đã có bàn thắng sau bằng tỷ số 1-1. Và đệm lòng ở cự ly rất gần đúng vị trí của Quan Văn Chuẩn. Chắc chắn là sau trận đấu này sẽ còn rất nhiều những nỗi lo cho đội tuyển của chúng ta. Quan Văn Chuẩn đã đổ máu. Thực tế là quan sát phá bóng mà thủ thành của chúng ta đã băng ra thì có lẽ nhiều trọng tài sẽ thổi phạt. Quan Văn Chuẩn đang rất đau. Liên tiếp là những phút cực kỳ sóng gió trước khung thành của U22 Việt Nam. Duy Cường, Phan Tuấn Tài lần lượt đã bị chuột rút. Quan Văn Chuẩn. Thể lực của Lương Duy Cường đã rất xuống rồi. Có 5 phút bù giờ. Quá nhiều vất vả trong trận đấu ra quân của U22 Việt Nam tại SEA Games năm nay. Có thể nhìn thấy nét mặt rất lo lắng của các cổ động viên Việt Nam. Sau trận đấu này chúng ta chỉ được nghỉ 3 ngày thôi, sau đó sẽ bước vào trận đấu gặp U22 Singapore và đó là trận đấu diễn ra vào khung giờ 14 giờ. Một ngày mà thủ thành bên phía U22 Lào đó là Solasak đã chơi rất xuất sắc. Những tình huống ra vào cực kỳ hợp lý của thủ môn bên phía U22 Lào đã khiến cho những pha phản công của Việt Nam đã bị mất đi tính chất nguy hiểm. Minh Trọng, Khuất Văn Khang, Căng Nga. Dâng cao của U22 Lào và họ đã phải nhận bàn thua thứ hai. Quá nhiều khoảng trống để cho chúng ta khai thác. Quất Văn Khang chuyền bóng và Quốc Việt là người đệm lòng ghi bàn. Hai cầu thủ tiền đạo cánh đã vào sân thay người đã tạo ra bàn thắng thứ hai cho đội tuyển U22 Việt Nam. Hãy cùng xem lại bàn thắng này. Không có lỗi việt vị của Quất Văn Khang. Pha tạt bóng rất hay và pha dứt điểm của Quốc Việt cũng cực kỳ gọn gàng. Xem lại tình huống này, rất vừa vặn. Tình huống này thì đương nhiên thủ thành Solasak không thể làm gì hơn. Sau những đó thì đội tuyển U22 Việt Nam đã có bàn thắng thứ hai. Lúc này có thể khẳng định là 3 điểm trong trận đấu ngày ra quân đã thuộc về chúng ta. Hai bàn thắng được ghi rất cách nhau. Một bàn thắng ở đầu trận đấu và một bàn thắng ở cuối trận đấu này. Sẽ còn khoảng 2 phút bù giờ nữa cho hiệp thi đấu thứ hai. Với kết quả này thì Thái Lan vẫn tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng. Khi họ cùng có 3 điểm, cùng có hiệu số là dương 2. Số bàn thắng của Thái Lan ghi được vào lúc này là nhiều hơn chúng ta.
họ ghi được 3 bàn, trong khi đó thì Việt Nam ghi được 2 bàn. Chắc chắn trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ là một trận đấu vô cùng đáng xem. Trận đấu sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 11 tháng 5. Và đương nhiên tất cả các trận đấu của bộ môn bóng đá nam tại SEA Games này sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên kênh On Football. Và các bạn đừng quên, trong các trận đấu của Việt Nam sẽ có những chương trình bình luận trước, giữa và sau trận đấu. Thì ngay sau trận đấu này thôi thì chúng tôi vẫn còn chương trình bình luận. Phút bù giờ cuối cùng rồi. Ở vòng thi đấu thứ hai thì các cầu thủ Lào sẽ đối đầu với U22 Malaysia, và là một đối thủ được đánh giá mạnh ở bảng đấu này. Sanit, thể lực của cao thủ Lào cũng xuống rất nhiều rồi. Đúng này, tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài người Campuchia Onsaya cũng đã vang lên. Kết quả cuối cùng 2-0 nghiêng về các cầu thủ U22 Việt Nam. Một chiến thắng vô cùng vất vả. Có lẽ chưa bao giờ trong lịch sử đối đầu tại SEA Games mà đội tuyển của chúng ta lại vất vả như vậy trước đội tuyển Lào. Nhưng không sao cả, bóng đá là như vậy. U22 Lào cũng đã có một sự tiến bộ trông thấy. Xin được chúc mừng thầy trò huấn luyện Chu Dê đã có được khởi đầu thuận lợi tại SEA Games năm nay. 2 bàn thắng và 3 điểm trong trận đấu đầu tiên. Và chúng ta đương nhiên rồi sẽ còn rất nhiều việc phải làm trong hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng bộ môn bóng đá nam tại kỳ đại hội SEA Games năm nay. Và những hình ảnh vừa rồi trên sân vận động Green tại Phnom Penh cũng đã kết thúc buổi tường thuật của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.